Recording. Rồi, hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em một cái phần mềm, nó là Body Paint 3D. Body Paint 3D là phần mềm này. Body là gì? Body là cái cơ thể, cái vẽ cái đường bo body tức là vẽ lên thằng nhân vật. Paint là vẽ 3D. Body Paint là vẽ lên cái model 3D đấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cài phần mềm này và mở nó lên, giao diện nó sẽ như thế này. Nó cũng tương tự như các cái giao diện 3D khác. Đấy. Thì chúng ta sẽ mở mở cái file body paint cái file chúng ta cần vẽ này. Thì ở bên 3D chúng ta sẽ export ra một cái đuôi. Định dạng nó là FBX. Đặt tên như nó ở đây đặt tên rồi, quái vật 01. Đuôi định dạng là FBX. Hoặc một đuôi nữa, bên body paint cũng nhận nó là đuôi OBJ này. OBJ và FBX ở trên này. Đấy, khi sau khi xuất xong thì chúng ta sẽ mở body paint nên chúng ta sẽ mở cái file đấy. Mở cái file đấy, quái vật này, body paint này, quái vật 01. Ok, thì nó sẽ như, có giao diện như này. Để mà xoay được thì chúng ta giữ phím on này, giữ phím on và cái phím chuột trái để chúng ta xoay. Zoom to nhỏ để chuột giữa này. Xoay. Đấy. Thì chúng ta dùng chuột trái và phím on. Còn di chuyển thì chúng ta dùng chuột giữa chuột giữa và phím on để chúng ta di chuyển. Rồi. Thì ở đây nó sẽ có mấy chế độ hiển thị như này. Ví dụ con nhân vật ở đây nó đang hiển thị chế độ mặc định là gold roasting này. Thì để mà vẽ được thì chúng ta sẽ đưa nó về con chết setting, tức là nó sẽ là màu phẳng như chúng ta vẽ ở bên Photoshop ấy. Đấy, nó phẳng đét luôn, em tô Photoshop màu gì sang đây nó phẳng đét màu đấy. Nhưng mà để chế độ này thì nó sẽ có phần ánh sáng vào, nó sẽ tự tạo bóng đổ, em sẽ nhìn thấy cái khối ở đây đúng không. Nhưng khi vẽ thì chúng ta sẽ để chế độ con chết setting như ở đây. Và có một điều lưu ý nữa là gì, chúng ta vào mode này, chọn project này, tắt cái này đi, tắt cái lilac workflow đi và chuyển cái này thành dispatch để làm gì, để khi chúng ta vẽ đây chúng ta kích vào cái bút này, chúng ta chọn đầu bút ở đây, các loại đầu bút này, xong rồi chúng ta chọn vào cái quả vật liệu này, tích vào nó này, tích vào quả vật liệu thì mới vẽ được nhé. Ví dụ ở đây anh chọn một cái màu bất kỳ đây, có color này, anh chọn màu đỏ này. Xong sang phần layer, layer cũng như phần Photoshop nhé. Thì khi sang đây chúng ta nên tạo ra một layer mới để nó lên trên cùng. Đặt tên là gì đấy, chúng ta có thể đặt tên là body paint 01 chẳng hạn. 01 đi. Để chúng ta vẽ cho nó phân biệt với cả các layer bên Photoshop nó khác nhau ra. Đấy, ví dụ anh có một màu đỏ anh tô lên đây. Đấy, sẽ vẽ trực tiếp lên mô hình 3D. Chúng ta có thể xoay cho nó vẽ trực tiếp. Đấy, nếu như mà chúng ta không không dismiss cái project này thì vẽ nó sẽ bị vỡ này. Tích vào đây nữa này. Thì khi chúng ta vẽ ở đây này nó sẽ không được mịn lắm khi chúng ta chuyển màu. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy màu nó sẽ không được mịn, nhưng mà khi chúng ta bỏ và dispatch nó đi thì màu nó sẽ mịn hơn. Đấy. Thì cái phần mềm này nó có cái gì lợi thế? Ví dụ như ở đây. Chúng ta vẽ tạo khối cho nó chẳng hạn, đây chúng ta có thể vẽ bằng Wacom nhé. Chúng ta có thể sử dụng Wacom. Chúng ta sử dụng Wacom, chúng ta vá những cái lỗi như này thì rất là dễ này. Đấy, rất là dễ. Và cái đầu bút này nó sẽ có rất nhiều chế độ hiển thị mịn. Đầu bút ở đây này, cái này là độ trong mờ của led bút này. Để lên thì nó đậm này. Nhưng mà giảm đi thì nó mờ như kiểu opacity bên Photoshop ấy. Đấy. Rất là dễ sử dụng. Đặt tên nhá, sau anh bắt đầu vẽ này. Body 01 đi. Rồi, bây giờ anh sẽ bắt đầu vẽ.
Thì cái hình concept đâu rồi, anh sẽ mở cái concept nó ra. Concept bên Photoshop đâu rồi, bạn ấy không lưu à? Đây, đây là hình concept. Em nhìn concept thì em sẽ thấy là gì, các cái phần khối này này nó sẽ đậm hơn phần phía trên này để nó tạo khối. Ở đây cũng thế này. Đấy, nó sẽ đậm hơn cái phần sừng bên cạnh này, và nó có phần phát sáng ở đây này. Đấy, ở những góc sừng này thì ở đây cũng thế, chỗ đỉnh của cái trán này nó sẽ phát sáng và nó sẽ mờ dần vào trong này, em hiểu không? Đấy, và cái mắt này cũng thế nhá, em nhìn mắt ở đây xanh sáng này, ở đây xanh tối này, chúng ta có thể trỏ màu ở đây, chúng ta sẽ thấy này, chỗ này sáng nhất này, đây nó là màu này. Ok, chúng ta trỏ màu phía dưới, ở dưới này tối hơn này. Ok, thì em sẽ so sánh ở đây lụa sáng tối của nó ở đây. Đấy, thì bên bên body paint này chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo thêm một cửa sổ nữa, chúng ta kéo cái cửa sổ này, chúng ta ném ở phía bên này. Đấy, để chúng ta chia đôi màn hình ra. Đấy, bên này là quả material này, thì bên này nó sẽ là cái texture chúng ta vẽ này. Đấy, bên này là texture. Để sâu cái lưới lên thì chúng ta vào đây, sâu UV lên. Đấy, chúng ta vẽ mảng nào chúng ta nhìn rõ UV mảng đấy, đúng không? Rồi, còn một cái nữa là gì? Chúng ta sẽ mở thêm cái texture concept vào đây. Chúng ta vào file ở dưới này nhé. File ở trên này là mở file này, còn file ở đây là mở thêm texture, đóng texture này. Chúng ta open thêm cái texture này. Tức là cái phần concept của con quái vật đấy. Anh chưa lưu, anh sẽ lưu nó vào. JPEG đi. Concept. Thì bên này chúng ta sẽ mở được cái phần concept đấy. Đây. Đấy, để làm gì? Mở concept này để làm gì? Để chúng ta trỏ cái màu sáng nhất này. Sau đó chúng ta sẽ chuyển cái texture quái vật này, chúng ta sẽ vẽ lên phần sáng ở cái mắt này. Đấy, phần sáng ở đây. Chúng ta có thể tùy chọn, tùy chỉnh đầu bút vẽ lên phần sáng đây. Thì ở đây em sẽ thấy là gì? Cái mắt nó đã có khối sáng tối rồi, đúng không? Sau đây chúng ta lại quay lại cái texture concept này, chúng ta trỏ cái phần tối này. Xong chúng ta lại mở lại cái texture quái vật này. Chúng ta giảm cái đầu bút, cỡ đầu bút đi, cái size là cỡ này. Còn đây là độ trong mờ nhé, chúng ta chỉ quan tâm đến hai cái này thôi. Đấy, khi chúng ta kích vào bút này, kích đúp vào thì nó sẽ ra cái bảng bên này. Để chúng ta điều chỉnh cỡ bút và size bút, độ trong mờ của nó. Để chúng ta làm gì? Chúng ta điều chỉnh, chúng ta vẽ vào đây. Khi chúng ta vẽ trên bản texture phẳng này thì bên này nó cũng hiển thị nhé. Còn chúng ta không thích vẽ bên phẳng này thì chúng ta vẽ trực tiếp lên mô hình ở đây. Đấy. Thì bây giờ chúng ta đã tạo được cái mắt có độ sáng tối. Sau đấy chúng ta lại kích đây này, chúng ta kích phím Ctrl này, sẽ trỏ màu này. Ctrl trỏ vào đâu thì cái màu ở đây này. Như bên Photoshop ấy, nó ra màu đấy. Ctrl vào trỏ màu, xong đấy vào layer, vào color này. Chúng ta tăng sáng lên chẳng hạn. Tăng sáng lên một chút, chúng ta sẽ nháy sáng thêm ở đây chẳng hạn. Để cái mắt nó sáng hơn, nó trong hơn. Thì khi trong game đây này, chúng ta sẽ nhìn thấy con mắt của nó sẽ đẹp hơn. Đấy, vẽ màu chuyển nó có cái hay ở chỗ đấy. Chúng ta vẽ nhẹ tay nhé. Cái Wacom này nhẹ tay thì nó ra màu nhẹ, mà vẽ mạnh tay thì nó ra màu đậm, màu sáng hơn. Đấy, thì khi đây, em có thể so sánh layer chúng ta vẽ và chưa vẽ này. Đấy, thì khi chúng ta đổ Photoshop nó chỉ là một mảng màu bẹt, đúng không? Khi chúng ta vẽ bằng body paint thì chúng ta sẽ tả khối cho nó. Đấy, đấy là phần mắt. Tiếp theo đến phần cái đầu này, thì chúng ta lại trỏ tiếp cái màu màu tối ở cái đầu này. Chúng ta mở tiếp sang cái texture con quái vật này, chúng ta giảm size bút đi, giảm cỡ bút đi. Chúng ta có thể vẽ ở đây. Cái đầu nó là cái cạnh này chẳng hạn, đúng không? Để chúng ta vẽ ở đây. Thì bên kia nó vẫn ra. Đấy, bên kia nó vẫn ra. Chúng ta có thể tạo vùng tròn nhé, ví dụ chúng ta tạo vùng tròn như bên Photoshop này, để chúng ta vẽ này. Tạo vùng tròn theo layer ấy, à, theo cái UV này. Đấy, vẽ thiếu thì chúng ta lại nhấn phím Shift để chúng ta cộng thêm. Cũng như bên Photoshop ấy. Đấy, để chúng ta vẽ trong vùng tròn này, nó sẽ không tràn ra ngoài. Em có tô ra ngoài nó cũng không ra được. Đấy, thì bên này chúng ta đã thấy nó có khối rồi, đúng không?
Đấy, đấy là một cái lợi thế. Và thông thường thì nó sẽ sáng ở phần đầu này này. Đầu này nó sẽ sáng hơn phần trong này. Thì chúng ta lại tăng độ sáng của cái màu này lên, tăng lên sáng lên một chút. Và chúng ta sẽ vẽ vào cái đầu này để nó sáng lên. Vẽ nhẹ tay thôi thì nó sáng ít, vẽ mạnh tay thì nó sáng nhiều, nó là trộn vào cái màu dưới. Đây, chúng ta có thể vẽ cả hai bên. Đấy, sau đây chúng ta muốn bỏ vùng tròn đi thì chúng ta vào đây này, select này. Delete all select, là nó sẽ xóa cái vùng tròn đi đi. Giống như bên Photoshop cũng tương tự như vậy. Đấy thì khi chúng ta vẽ vào thì nhân vật nó đã rõ khối hơn cái phần đầu một chút rồi. Đấy. Body paint nó là phần mềm vẽ 3D, nó có lợi thế rất là nhiều trong quá trình đấy. Thì cũng như vậy, chúng ta sẽ vẽ thêm cái phần đây, chúng ta sâu lưới đây nhé, có cả hiển thị lưới này. Đấy, có thể chúng ta vẽ thêm phần đây nó tối hơn chẳng hạn. Nếu như bên concept nó có. Đấy, nó cũng sẽ tối hơn đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ trỏ màu vào đây. Chúng ta có thể tạo thêm layer nhé, tạo thêm layer body 02 chẳng hạn, để nó không ảnh hưởng đến layer dưới. Đặt tên cho nó 02, chúng ta vẽ trên đấy. Thì chúng ta sẽ cho size bút nhỏ lại, chúng ta sẽ vẽ đậm hơn ở đây. Đấy, chúng ta có thể thêm layer để chúng ta vẽ sai, chúng ta còn có cơ hội sửa. Đây, nó sẽ đi từ đây ra này. Cho đậm lên thì chúng ta tăng độ trong mờ lên. Đấy, vẽ layer mới là gì? Để chúng ta sẽ có cơ hội sửa rất là dễ. Khi chúng ta vẽ tràn ra, chúng ta sẽ dùng cái tẩy ở đây này. Chúng ta lại tẩy nó đi rất là dễ trên cái layer đấy. Đấy. Tẩy thì chúng ta cũng có thể chọn được đầu bút tẩy nhé. Đây là tẩy sắc cạnh này, đây là tẩy mờ này. Tẩy mờ thì nó sẽ tẩy mờ mờ đi. Đấy. Nó sẽ tẩy có độ chuyển. Nó không bị cứng. Thì bút vẽ cũng vậy, bút vẽ chúng ta cũng có thể vẽ bút cứng, bút mờ. Đấy, thì thông thường anh sẽ vẽ bút mờ để nó có độ chuyển tốt hơn. Nhẹ tay thì nó sẽ chuyển lên trên này, nó sẽ không bị cứng. Đấy, thì khi mà chúng ta vẽ thêm vào thì nhìn hình ở đây nó sẽ lên khối rõ hơn. Đại loại là như vậy. Thì phần mềm nó sẽ hỗ trợ cho em rất là nhiều trong quá trình em vẽ. Tất nhiên là mình vẫn phải tìm hiểu một số kiến thức về mỹ thuật để mình sẽ vẽ tốt hơn. Thì sau này sẽ gửi cho tài liệu tìm hiểu dần. Cái này không vội được. Bởi vì anh em học mỹ thuật cũng toàn phải học 5 năm trong trường mới ngấm được. Mà em không học mà để mà ngấm được thì cũng phải mất thời gian tương đối dài. Cho nên là trước mắt là mình sẽ làm những cái đơn giản để em hiểu được cái quy trình làm đã. Còn để xử lý tinh tế thì cần phải có thời gian, có vài năm kinh nghiệm, ít nhất là 1 đến 2 năm. Thì trong quá trình đấy mình sẽ làm những khâu ban đầu. Còn những khâu vẽ thì có thể là học dần và có thời gian thì mình vẽ, còn không học vẽ, còn không có thời gian thì mình dựng hình để cho các anh em khác làm khâu vẽ, sẽ đi từng khâu. Đấy. Anh em nào vẽ được thì anh sẽ bố trí anh em đấy vẽ, còn anh em nào mà chỉ chuyên sâu về dựng hình thì sẽ chuyên dựng hình cho nhanh. Thì trước một số dự án bọn anh cũng phải phân bổ như vậy, bởi vì không phải là lúc nào cũng tuyển được người vào làm được ngay. Cho nên là sẽ có những anh em chuyên dựng hình và có anh em chuyên vẽ. Đấy, tất nhiên là mình biết được thì mình sẽ chủ động được hơn và mình sẽ có nhiều cơ hội công việc hơn. Đây em để ý nhé, phần phía dưới của cái đầu này, trên concept này. Phía dưới bây giờ nó cũng đậm hơn nhé. Em nhìn này, anh trò màu đậm này. Đấy, rất đậm. Nhưng ở trên này nó rất sáng này. Đấy, bao giờ bóng đổ. Trong quá trình học vẽ hoặc là vẽ nhân vật thì chúng ta quy ước ánh sáng nó chiếu từ trên xuống này. Và từ bên phải sang. Đấy, thì bao giờ ở trên nó cũng sáng hơn ở dưới. Thì phần dưới bây giờ nó cũng tối hơn. Ở đây chúng ta sẽ vẽ phần dưới ở đây chẳng hạn, nó sẽ phải tối hơn. Nó sẽ phải tối hơn rất là nhiều.
Và tất nhiên nó phải có độ chuyển nhé. Tối thì tối nó phải có độ chuyển nhé. Cái này là lên trên rồi, tối nó ở dưới này. Nó phải có độ chuyển sáng dần lên. Đấy. Đây trong cái phần cắm vào thân đây thì nó sẽ tối nhất này. Anh sẽ cho một màu tối. Xong phía trên nó sẽ sáng dần lên. Ở đây có một cách nữa là gì, khi chúng ta chọn vùng UV này, chúng ta kích vào đây này. Để vẽ trên vùng UV đấy, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta nhấn Ctrl kích đúp vào UV. Được rồi. Nhấn Shift vào. UV này bị rời này. Nhấn phím On kích đúp vào UV. Phím On kích đúp vào. Khi chúng ta kích đúp vào phần UV này gì để làm gì? Để chúng ta tạo ra cái phần vùng chọn đây này. Kích đúp vào UV này, Grid Mesh Mask from Selection, tức là sẽ tạo ra cái vùng chọn đấy và chúng ta chỉ vẽ trong vùng chọn này thôi. Có một điều nữa là để mà tránh cái việc tạo ra các cái vết viền này thì chúng ta sẽ tăng cái vùng chọn này lên. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tăng cái vùng chọn đâu rồi, tăng cái vùng chọn này, Grow Selection này, tức là sẽ mở rộng vùng chọn ra khoảng mấy pixel, 6 pixel chẳng hạn, thì vùng chọn nó sẽ bao rộng hơn. Để làm gì? Để tránh cái tình trạng chúng ta chỉ vẽ đến đây mà nó tạo ra cái vết dốc dính ở đây. Đấy, để làm gì? Để chúng ta vẽ rất là dễ, nó không bị ra ngoài. Đây, ví dụ như anh vẽ đây nhá, cái phần đằng gáy đi nhá. Anh vẽ nhẹ tay này. Nhẹ tay thì nó sẽ chuyển từ dưới lên này. Đấy, ở dưới vẽ đậm, ở trên vẽ nhẹ thôi. Để làm gì? Để chúng ta tạo ra cái khối ở đây này. Nó có độ chuyển từ dưới lên trên này. Đấy. Nhẹ tay này. Vẽ nhẹ thì nó rất là nhạt. Đấy. Để chúng ta có thể nhìn thấy ở đây và thậm chí chúng ta vẽ trực tiếp vào đây. Đấy. Sau đấy chúng ta lại trỏ màu trung gian này, chúng ta trỏ cái màu trung gian chúng ta vừa vẽ. Chúng ta lại nhẹ tay lên trên nữa. Thì em sẽ thấy là gì? Nó sẽ có độ chuyển. Nhẹ tay thôi, vẽ nhẹ tay lên dần thì bây giờ đây này em sẽ nhìn thấy cái đầu của nó nhìn từ xa nhé, nó sẽ ra một khối cầu. Đây, anh tắt tạm cái selection này đi, nó sẽ ra cái khối đầu này, nó là khối cầu, nó không còn bẹt nữa. Đây, nhìn vào cái phần đầu này nó sẽ ra một khối cầu đúng không, nó không còn bẹt dí như lúc em đổ màu nữa. Đổ màu nó chỉ là một màu hoặc là một màu gradient nhẹ đúng không. Đấy, chúng ta vẽ thêm vào thì hình nó sẽ đậm hơn và nó sẽ chắc khối hơn. Đấy. Khi bất cứ một khối nào nó sẽ có tối nhất này, trung gian này và sáng nhất này. Đấy. Thì cái khối sừng cũng như vậy. Khối sừng cũng như vậy. Và để làm gì? Để tạo ra cái độ nhấn mạnh cho cái khối thì thường thường nó sẽ có một lớp phát sáng nữa. Anh sẽ tạo một layer để vẽ phần sáng nhất, tức là phần highlight. Phần highlight là gì? Là phần sáng nhất. Highlight sẽ là phần sáng nhất. Khi đó chúng ta sẽ chọn này, trỏ vào cái màu sáng nhất ở đây này. Chúng ta lại tăng vào phần color, tăng độ sáng nữa lên. Và để làm gì? Để chúng ta sẽ tạo ra cái độ sáng nhất ở đây này, nó bắt phát sáng nhất. Vẽ nhẹ tay thôi. Đấy, tạo ra phần highlight. Thì khi đấy em nhìn này, nhân vật nó sẽ có phần phần tối này, trung gian này, sáng này và sáng sáng nhất, nó nháy sáng ấy. Thì thông thường trong những quả kim loại nó sẽ có những phần phát sáng. Đây, anh sẽ mở lên. Đâu rồi cái Pinterest này. Chọn draw material bay này. Tức là vẽ cái vật liệu cơ bản. Material
Metan này. Đây, ví dụ như vẽ những cái khối vật liệu như này. Đây. Thì bao giờ cái quả vật liệu, ví dụ đây là quả vật liệu bằng đồng này, đúng không? Thì nó sẽ có phần tối nhất này, phần trung gian này, phần phát sáng nhất này và phần phản xạ ánh sáng khi ánh sáng chiếu từ xuống từ trên xuống đất và nó phản xạ vào cái viên bóng ở dưới này. Đấy. Đây, đặc biệt là cái quả cầu thủy tinh này, nó chúng ta nhìn rõ nhất là phần highlight này. Thì gỗ nó cũng có highlight, em nhìn vào các cánh tủ và cánh cửa kia, nó có cái phần highlight, cái bánh bóng đèn nó chiếu vào sáng nhất này. Đấy. Thì trên nhân vật cũng vậy, đây quả cà chua cũng vậy này. Đấy, đá cũng vậy này. Thì bất cứ vật liệu gì nó cũng có cái phần sáng nhất khi ánh đèn chiếu vào. Thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ nổi khối lên rất là rõ. Thậm chí cái highlight này em có thể vẽ thêm vào cái mặt trước này chẳng hạn, để chúng ta chia hai cái diện khối này ra. Từ trên mạnh như dưới nó sẽ nhạt dần nhé. Em nhìn này. Trên thì mạnh, dưới nhạt dần. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai diện của hai bên luôn. Đấy là quá trình vẽ texture để đến mức kỹ hơn. Còn bước đầu tiên mà em dựng được hình, em UV, em chảy UV, em dựng hình và em đổ được màu cơ bản trong vòng những bài đầu tiên đã là đạt rồi. Thì đây là anh giới thiệu cái bước mà chúng ta sẽ tả kỹ. Kể cái sừng này cũng thế. Sừng này đây này. Thì thông thường khi em phin màu rồi, cái màu của cái sừng này nó ở layer đây. Đây chẳng hạn đúng không? Layer sừng này. Thì anh sẽ phải chia tiếp cái mảng này để anh đổ cái phần bóng đổ của cái sừng đấy. Cái phần cạnh của cái sừng bao giờ nó màu nó cũng tối hơn là cái phần phần phía trên đúng không? Đây phía trên của sừng này nó bắt ánh sáng, nhưng cái phần cạnh này bao giờ nó cũng phải đậm hơn. Chúng ta có thể nhìn được concept ở đây, thấy rõ điều đấy. Đậm hơn thì chúng ta sẽ chọn vào một cái màu đậm và chúng ta cho về màu đậm hơn nữa. Và có thể chúng ta tạo thêm một layer. Chúng ta dùng bút chúng ta vẽ vào. Vẽ nhẹ tay thôi. Cho sai hẳn bút to ra vẽ cho nhanh. Đấy. Thì khi đó trên model chúng ta nhìn rõ đúng không? Rõ hai diện nhỉ. Đấy, phía bên này cũng vậy. Chúng ta cứ chia diện nó ra đã, còn để mà vẽ tinh khi mà nó bị này chúng ta kích đúp vào màn hình to này nhé. Để vẽ tinh chỉnh thì chúng ta sẽ vẽ sau cùng. Chúng ta cứ chia các mảng chuẩn đi đã. Đấy, chúng ta lại dùng bút chúng ta vẽ nhẹ tay, ở dưới đậm hơn chúng ta mạnh tay, trên muốn nhạt thì chúng ta nhẹ tay. Đấy, sau đó chúng ta lại bỏ vùng chọn đi. Thì em đã thấy là gì, khối nó đã nổi hơn đúng không? Và khi khối nổi hơn rồi thì chúng ta lại muốn chỗ nào sáng hơn nữa thì chúng ta lại vẽ thêm vào, tạo layer mới, chọn màu sáng nhất này, xong rồi vào bảng màu palette này tăng lên sáng nữa đi, để chúng ta điểm vào những cái phần highlight ở đây. Chúng ta có thể cho đầu bút nhỏ lại cỡ 3 4 gì đấy. Chúng ta có thể vẽ trực tiếp lên mô hình 3D ở đây. Em vẽ bên này thì bên texture phẳng kia nó cũng lên. Mà em vẽ bên phẳng thì bên này cũng vẫn hiển thị ở đây. Đấy, chúng ta tùy. Ví dụ khó quá chúng ta zoom to bằng chuột giữa lên nhé. Zoom to chuột giữa chúng ta vẽ như bên Photoshop. Đấy thì thông thường vẽ texture đến khâu này chúng ta phải có Wacom nhé. Chúng ta mà vẽ bằng chuột rất là khó, bởi vì chuột nó không có cái lực tác, nó không có lực nặng nhẹ như khi chúng ta vẽ bút Wacom. Chúng ta vẽ lực bút thì nặng nhẹ khác nhau, nó sẽ cho hiệu quả khác nhau. Đấy. Thì khi đó chúng ta sẽ được cái phần highlight của cái sừng. Đấy, phần sừng này mà màu nó không đúng thì chúng ta lại sửa lại. Chỗ này nó phải sáng hơn một chút đúng không? Thì chúng ta sẽ cho nó sáng hơn.
cho nó chuyển dần xuống dưới, tối dần xuống dưới. Chúng ta vẽ nhẹ tay thôi thì nó sẽ có ra cái màu chuyển đấy. Đấy. Và cần thiết thì chúng ta lại tạo ra cái màu highlight ở đây. Cái góc sừng này. Màu sáng nhất. Vẽ nhẹ tay thôi. Chỗ này sai rồi này. Ctrl Z là undo lại nhé. Ctrl Z. Thông thường thì cái phần giáp danh này bao giờ nó cũng tối nhất này, phần giáp danh này này. Đấy, nó sẽ là phần tối nhất, sau nó sáng dần lên trên. Giáp danh với các khối khác. Đấy, cho nên phần highlight chúng ta sẽ vẽ thêm vào đây. Chọn đầu bút bé thôi, tầm 2 hoặc 3 thôi. Thậm chí 1 thôi. 1 pixel chúng ta vẫn tả được. Đấy thì khi đó nó sẽ chia được cái diện cái các cái khối ra. Chúng ta để ý bên concept ở đây. Concept bên này chúng ta sẽ thấy phần phát sáng ở đây này, là góc đây này. Nó bắt sáng sáng nhất. Nó chính là cái góc này này. Đấy, thì chúng ta tăng độ sáng của nó lên một chút. Vẫn là màu tím đấy nhưng nó cộng thêm trắng và nó sáng hơn nhé. Và nó không phải là một đường thẳng nhé, nó sẽ có chỗ to, chỗ này to nó sẽ nhỏ dần vào thì nó không bị cứng, chứ không phải là một nét thẳng tưng đấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ nhìn thấy cái diện như ở đây. Thì về cơ bản là các cái khối khác chúng ta cũng tả như vậy, chúng ta cũng phải tả như vậy đấy. Như em bảo cái viền đen ở đây này, viền đen trên concept đâu rồi, viền đen trên concept đây đúng không? Thực tế thì cái tay của mình cũng phải xử lý cái độ đậm, bởi vì bóng đổ nó chiếu đó. Từ cái đầu xuống đây thì chỗ này phải đậm nhất này. Đấy, sau này nó sáng nhất ở khu vai này. Kể cả cái phần bo tím này đấy, nó có độ đậm, độ trung gian, độ sáng ra bên ngoài. Em cứ nhìn bên cạnh đấy này, đậm này, trung gian này, sáng này. Đấy, thì khối khối bản chất nó là vậy. Này, đậm này, trung gian, sáng ra ngoài. Đấy, thì để mà làm một cái texture này hoàn thiện với như cái nhiều năm kinh nghiệm như anh thì chắc là cũng con này phải vẽ mất tầm một ngày thì nó mới ổn được. Đấy. Ừ, một ngày, nhanh thì nửa ngày nhưng mà vẽ chậm thì chắc là phải tầm một ngày. Đấy. Thực tế thì cái bước mà em làm xong model, em đổ màu tương đối xong em chuyển cho người khác hoàn thiện thì nó sẽ cũng tiết kiệm được rất nhiều công cho người vẽ cuối cùng đấy. Còn tất nhiên mà em mà hoàn thiện được thì là tốt quá, nhưng mà cái đấy thì cần phải có thời gian, ngoài cái việc học về phần mềm ra thì phải học thêm về cách vẽ nữa. Cách vẽ mới là quan trọng, chính vì thế cho nên là người ta mới tạo ra những cái bài luyện vẽ như ở đây, ví dụ vẽ tả chất của gỗ này, quả cầu bằng gỗ này, quả cầu bằng đá, đây là quả cầu bằng sắt này, quả cầu bằng đá này, quả cầu bằng thủy tinh này, sau đó mới chuyển ra hoa quả, quả màu xanh nó như nào, quả màu cam, quả màu đỏ nó như nào đấy, chất liệu của này nó sơn thần sùi nó phản xạ như nào, cái này bóng nó phản xạ như nào, cái này bóng hơn nó phản xạ như nào về ánh sáng. Thì cái này mình sẽ học dần, mình sẽ khắc phục dần. Thì có anh bạn anh làm cùng team anh ngày xưa, anh cũng không biết vẽ đâu, nhưng bây giờ anh vẽ cũng tương đối khá rồi. Tất nhiên là anh cũng phải mất 3 4 năm kinh nghiệm đấy, 5 năm ấy. Thì anh sẽ vẽ lên và anh cũng là trưởng nhóm bên VNG, trưởng nhóm 3D bên VNG thì cũng tương đối mức lương tương đối cao đấy. Thì nhờ những nỗ lực cố gắng của anh ấy, anh bây giờ anh ấy từ một người không biết vẽ, anh ấy kiếm được mức lương 25 30 triệu một tháng. Anh có thể làm thêm ở nhà, anh có thể kiếm lên có những tháng lên 40-50 triệu. Đấy, anh sinh năm 89, tức là 89 thì hơn em
10 tuổi. Thì 10 tuổi mà bây giờ anh ấy làm được thì 10 năm nữa mình hoàn toàn có thể, đúng không? Không có gì là không thể cả. Phải cố gắng phấn đấu 3 đến 5 năm nữa nè. Làm ngon lành kiếm mức lương 20 triệu để nuôi vợ con lúc đấy không phải lo rồi. 20 30 triệu. Đấy thì cái phần mềm body paint nó sẽ giải quyết được những cái bước như vậy. Thực tế thì bên Photoshop chúng ta cũng có thể vẽ được, nhưng mà để tìm ra những cái điểm vá như này rất là khó. Rất là khó. Đấy, rất là khó. Còn một phần mềm nữa nhưng mà anh sẽ giới thiệu sau, chúng ta học nhiều nó sẽ bị loạn mất. Còn phần mềm nữa đây này, cái phần mềm Sutton Pen này, Sutton Pen này là cũng là một phần mềm vẽ texture 3D. Nhưng phần mềm này thì lại thiên về, đây anh giới thiệu luôn qua một tí thôi chứ không giới thiệu sâu. Phần mềm này lại thiên về tả về chất liệu thật. Chứ không vẽ, vẽ thì vẫn vẽ được, tất nhiên là có khả năng vẽ thì vẫn vẽ được, nhưng mà thông thường phần mềm này sẽ tả về chất liệu thật. Đây ví dụ anh open cái file quái vật này lên. Cái này phải import nè. Import quái vật này lên. Rồi. Đợi chút nó load model hơi chậm. Hay là import sai à? Hát gì sược quái vật. Đang lỗi gì đấy. Thôi phần mềm này anh giới thiệu sau. Chúng ta tập trung vào cái body paint này. Body paint này thì có những cái gì nữa nào? Chúng ta quan tâm đến cái bút vẽ này. Cái tẩy này. Đấy, bút vẽ tẩy này và công cụ tạo vùng tròn này. Vẽ vùng tròn này. Và đây là cái công cụ chọn theo UV này, chúng ta kích đúp vào UV, nhấn phím On kích đúp vào. Xong selection này. Make tạo cái vùng tròn đấy để chúng ta vẽ trong khuôn khổ đấy. Nếu như chúng ta vẽ rộng, muốn vẽ rộng hơn thì chúng ta vào đây, select grow cái selection đấy lên 4 hoặc 6 pixel thì nó sẽ to ra. Chúng ta vẽ chùm ra thì vẫn hơn. Đúng không? Đỡ bị dập dính cái tạo lỗi ở cái đường viền này. Đấy, đây là cái phần chân đúng không? Phần chân ở đây, cái này đang bị đen này. Anh xem lại concept xem nó có đen đấy không? Ờ nó đen. Nhưng mà thông thường đen thì nó cũng không đen xì như thế nhá. Đây ví dụ anh bỏ vùng tròn đi. Anh nhìn cái đen tức là nó là một vật thể màu đen đúng không? Nhưng mà thông thường khi mà màu đen ấy ánh sáng chiếu vào thì nó vẫn có những phần đen sáng hơn. Em nhìn vào cái quần của em màu đen đây chẳng hạn đúng không? Khi ánh sáng đây nó phản vào thì chỗ này nó sẽ phản màu vào. Đấy. Thì màu đen ở đây cũng vậy. Nó sẽ phải có những cái diện sáng hơn. Anh chọn màu đen ở đây. Anh vào bảng color anh sẽ cho những cái phần sáng lên ở đây. Đấy, nó sẽ phải có phần sáng lên thì nó mới ra khối được. Đấy. Sau đấy chúng ta lại chọn màu trung gian này, chúng ta sẽ vẽ tiếp xuống dưới. Cứ chọn trung gian thì nó sẽ chuyển dần xuống, chuyển dần xuống dưới. Thì ở đây em sẽ đã tạo ra được 3 độ rồi đúng không? Đấy, em chọn trung gian này. Chọn trung gian tiếp này. Chọn trung gian này. Đấy thì khi đấy nhìn vào con nhân vật nó sẽ không còn là một màu đen xì nữa. Đấy, thậm chí mà nó là kim loại thì robot nó là kim loại thì cái phần đen này có thể sáng nữa lên một chút thôi. Phát sáng ở đây. Đấy thì chúng ta nhìn rõ cái khối của nó hơn. Nó đang bị bé quá. Cho cái mảng nó to ra tí. Vẽ nhẹ tay thôi thì nó không sáng choang đâu. Đấy, cũng một màu anh chọn nhé. Nhưng mà anh vẽ nhẹ tay nó khác, anh vẽ đậm, vẽ mạnh tay nó khác. Nên là do cái lực của đầu bút. Chính vì vậy cho nên là vẽ texture là các studio game là phải dùng Wacom là vì thế, không thể vẽ bằng chuột được. Tất nhiên là bạn nào khả năng xử lý ảnh cao thì vẫn có thể vẽ bằng chuột được. Nhưng mà chuột nó sẽ bị giới hạn rất là nhiều thứ. Sẽ không bằng chuột được, không bằng Wacom, bằng bút được. Đấy thì khi đấy nhìn vào nhân vật nó sẽ không phải là một màu đen xì nữa.
một tí ti này thôi nó khác rất là nhiều nhá, nó khác rất là nhiều đấy, nó sẽ tạo khối cho cái phần đấy. Rồi phần đầu và phần sừng thì gọi là tạm tạm như vậy đã. Về đến phần vai, phần vai ở đây thì khi chúng ta nhìn concept chúng ta sẽ thấy là phần vai màu nó bị sáng quá đúng không? Chúng ta chọn màu vai này. Chúng ta sang bên này tạo layer mới. Vào cái texture con quái vật này. Tạo layer mới, hay chúng ta có thể vẽ ở body 1 này. Vẽ body 1. Phần vai ở đây. Đấy, chúng ta có thể chọn UV. Kích đúp vào, phím on kích đúp. Lại tạo vùng chọn cho nó. Tạo cái độ to của vùng chọn, grow nó lên. Để 4 pixel thôi chẳng hạn thì nó sẽ tràn ra hết bên ngoài rồi đúng không? Đấy, chúng ta chọn bút chúng ta vẽ. Đấy, vẽ nhẹ tay thôi. Chỗ nào cần đậm thì chúng ta sẽ tăng dần. Đấy, sau khi chúng ta vẽ một chút thôi thì Material Layer này chúng ta đã thấy là cái nó có độ liên kết vào cái thân đúng không? Đấy thì sắc độ ở đây nó sẽ gần bằng nhau, gần bằng cái phần cổ này. Chúng ta vẽ nhẹ tay thôi để nó chuyển ra ngoài. Nhẹ tay, màu sẽ khác, mạnh tay màu khác. Đấy. Sau đấy mà chúng ta muốn vẽ cái đen xì như concept ở đây, cái nét vẽ ở đây thì chúng ta chọn đầu bút nhỏ thôi, 2 hoặc 3 thôi. Chúng ta sẽ vẽ trực tiếp vào đây. Thông thường nó sẽ không ở phần tay này đâu nhá. Ở phần tay này alim mà chúng ta co ra nó sẽ bị lỗ đen. Mà cái phần màu đen đấy nó phải ở phần vai này. Phần vai này. Đây này. Nó sẽ ở phần thân chứ nó không ở phần cánh tay. Nó sẽ ở phần thân. Thì chúng ta phải bỏ vùng chọn đi. Đâu rồi? Chọn về vật liệu đấy này. Bỏ vùng chọn đi. Và chúng ta sẽ vẽ vào phần thân. Phần thân đấy thì nó ở đâu? Nó sẽ nằm ở đây này. Đấy, chúng ta dò ở đây này. Thì nó sẽ hiển thị bên này, đúng không? Đấy, phần thân nó ở đây. Thì chúng ta muốn vẽ màu đậm thì chúng ta trỏ vào cái màu đậm đấy. Nhấn phím Ctrl này ra phần ra cái trỏ màu này, trỏ vào màu đậm này. Chúng ta về vật liệu quái vật này, chúng ta sẽ vẽ vào. Cho nó size bút lên 4 đi. Vẽ cho nó nhìn ra ngay ở đây, đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy được cái đường viền này. Nó hơi mảnh thì chúng ta cho lên 6 hoặc 8. 8 đi. Tăng cái độ dày của cái nét bút lên. Chúng ta nhớ là phải vẽ ra ngoài một lửa nhé, để nó đỡ bị cái màu màu sáng bên ngoài. Đấy. Ví dụ em muốn vẽ 4 pixel thì em phải cho cái size bút lên là 8 để em vẽ đúng ở giữa cái đường đấy. Đằng sau cũng thế. Đúng giữa cái đường đấy thì nó sẽ không bị hở cái màu bên ngoài. Đấy thì ở đây em đã nhìn thấy rồi, dưới nách này cũng vậy. Đấy, chúng ta vẽ thô trước xong chúng ta chỗ nào cần chỉnh thì chúng ta lại vẽ thêm. Thì bây giờ nhìn từ xa nó đã tạo ra cái vệt này rồi. Em thấy nó chưa đủ thì em lại tăng lên size bút lên 10 đi. Thậm chí 12 đi. Đấy để vẽ tăng độ dày nó lên theo ý mình muốn. Phía trước, phía sau cũng vậy. Đấy, thì quá trình vẽ này cũng chỉ là màu đặt cạnh nhau thôi mà. Màu đặt cạnh nhau. Màu sáng màu tối thì nó sẽ tạo ra cái khối của con nhân vật đấy.
Đấy thì so với concept là em đã có cái nét đấy rồi đúng không? Cái nét này. Thậm chí nét này nó to hơn thì mình sẽ tăng lên, tăng dần lên. Và cái ngực nó cũng có cái nét ở giữa này. Đấy, xong chúng ta sẽ đi tạo những cái nét này. Tạo những cái nét đấy. Phần ngực ở đây chẳng hạn, đúng không? Nó cũng có cái nét ở giữa. Sau đây nó chia như thế nào đấy thì chúng ta có thể mở bên concept ra. Chúng ta xem. Chúng ta mở nhỏ cái màn hình này lại để chúng ta nhìn, chúng ta vẽ đúng không? Khi mà em không có hai màn hình thì phải dùng biện pháp này thôi. Đấy, chúng ta vẽ chia diện nó ra như thế nào đấy. Ở đây nó chia xuống đây này. Màu này là màu khác nhé, đúng không? Đấy, chúng nó cứ chia đi, xong chúng nó sửa sau. Đấy, chúng ta vẽ sai ở đây thì chúng ta tẩy đi rất là dễ này. Rồi. Chúng ta tẩy đây đi. Chọn tẩy này. Lại chọn tẩy của Photoshop bựa thế như này. Tẩy đây này. Sai chúng ta tẩy đi được, đúng không? Đấy. Chọn về bút vẽ. Nhiều khi concept nó không tả đủ thì chúng ta phải tả thêm đây này. Cái đường ở đây này. Đấy. Đường nối lên nách này. Thì chỗ này nó là màu khác đấy nhá, nó là màu này này. Đấy, phần nách cũng có thể là màu này đúng không? Thì chúng ta sẽ xử lý thêm phần nách ở đây. Nó vẫn phải là màu đấy. Đấy, thì nhìn đằng trước nó cũng tương đối giống concept rồi đúng không? Khi chia đã xong bắt đầu mới còn sắc độ thì chúng ta đang sai mét rồi đúng không? Đấy, sắc độ chúng ta phải xử lý dần. Thì sắc độ ở đây này, chúng lại trỏ màu vào đây. Chỗ phần khối này ở dưới nó phải đậm hơn này chẳng hạn. Khối đậm hơn thì chúng ta lấy màu đậm ở đây chúng ta phệt vào. Phần dưới đáy bây giờ cũng phải đậm hơn. Khối ngực. Đấy, nó cũng phải có đậm nhạt nhé, nó không phải màu một màu thẳng đét đâu, nó phải có một chỗ đậm chỗ nhạt này, chỗ này đậm này, chỗ này nhạt này để nó giao giữa hai cái góc khối này. Đấy. Sau nó nhạt dần lên phần lách. Thì khi tả như này chúng ta đã tạo được cái diện của cái ngực rồi. Đấy. Chỉ vài đường thôi thì nhìn nhân vật nó đã khỏe dần lên rồi. Nó sẽ có khối lên. Đấy, sau đó chúng ta sẽ xử lý phần bóng đổ cái cổ này, nó phải đậm như này này. Đấy, đậm như concept này. Anh sẽ phóng to cái này lên, anh mở concept này. Đâu rồi? Chúng ta phải đổ lại cái màu nền này, màu nền này nó đang giống màu nền này quá. Anh sẽ chọn lại cái màu nền này. Đây, chọn màu nền này, chọn đậm hơn. Sau đó anh dùng cái công cụ đổ màu đây này. Đấy, đổ luôn vào cái layer này. Để nó đỡ bị lẫn vào cái màu này, em hiểu không? Hai màu nó đang lẫn nhau khó nhìn. Nó cũng có công cụ đổ màu nhé, đây này. Đổ màu mảng, đổ màu gradient này. Nhưng mà chúng ta đây ví dụ gradient đây. Đấy,
thì em có thể chọn hai màu, ví dụ một màu đây đỏ này. Ok, được rồi. Đỏ ok. Bên này gần đen đi. Ok, anh tạo một layer mới. Ví dụ như cái tai, à cái sừng ở đây chẳng hạn. Anh muốn đổ một màu đỏ đen đấy chẳng hạn. Đây, anh sẽ kéo nó vào đây. Tạo layer mới. Để anh ví dụ đấy. Đấy thì cái sừng nó ra màu đỏ đen y như bên Photoshop. Đấy, xong lại mình lại chia diện, mình lại tả khối cho nó. Đấy là cái công cụ Guardian ở đây. Còn đây là tả đổ màu bẹt. Đổ một màu này. Đấy, ví dụ màu của em ở đây là màu gì? Màu đỏ chẳng hạn. Em đổ vào đây là một màu đỏ. Đó. Còn xong thì xóa video, à xóa cái layer vừa xong đi. Đấy thì chỉ cần, thông thường anh chỉ cần vẽ trên hai layer này và một layer highlight cuối cùng là xong con nhân vật, anh không cần vẽ nhiều layer. Còn những cái cũ thì mình có thể để mảng mình new lại này. Cũng được, không sao cả. Em hờ vết layer lại, em vẽ một layer cũng được, nhưng mà đến lúc sửa thì nó sẽ không quen, người sau sẽ khó chịu hơn. Đấy. Thì buổi hướng dẫn về cách vẽ texture bằng phần mềm Body Paint có khi anh em mình tạm dừng ở đây. Anh sẽ copy cho em cái phần mềm này và ngày mai anh sẽ cài cho em cái phần mềm này. Wacom thì có thể anh sẽ tháo cho em mượn và copy luôn cái bộ cài Wacom luôn để về, Ôi khó phải cài. phải cài cài của Wacom nữa. Đấy. Không đi vẽ bằng chuột, để anh thử vẽ bằng chuột nhé, thử vẽ bằng chuột xem có được không. Để tạo layer vẽ chuột này, vẽ chuột. Ví dụ anh chọn đầu bút, chọn cái bút mềm này, anh thêm tí màu vàng vào đây chẳng hạn. Thì vẫn được, không vấn đề gì cả, nhưng mà vẽ thì phải khéo thôi, đúng không? Nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Tất nhiên là anh vẽ vào con quen rồi, vẽ chuột nó sẽ rất là khó. Đấy, thì kể cả là em chia diện, em xử lý được các cái diện như này là cũng được rồi, đúng không? Đấy, chia diện đúng, tạo led đúng. Thì Wacom có thể anh cho em mượn, bởi vì ngày mai anh cũng không vẽ gì. Anh sẽ cho em mượn từ giờ đến cuối tuần em vẽ con này. Tập làm quen luôn nhé. Vẽ cả Wacom luôn. Rồi, anh sẽ tạm dừng cái video này ở đây. Được rồi, OBS Stop.